Luật sư tiết lộ vụ dàn xếp bê bối tình dục tài tiếng của Hoàng tử Andrew Luật sư của Virginia Giuffre tuyên bố Hoàng tử Andrew chỉ muốn thoát khỏi vụ án và sẵn sàng đàm phán thỏa thuận bồi thường 12 triệu bảng để giải quyết vụ kiện vào năm ngoái. Hôm 21 tháng 3, luật sư David Boyce, đại diện của Virginia Giuffre, người cáo buộc Hoàng tử Andrew tấn công tình dục năm cô 17 tuổi, lần đầu tiết lộ về vụ dàn xếp ngoài tòa án của công thức xứ Rock và Virginia. Boris nói rằng hoàng tử Andrew đã đi từ phản đối đến một thỏa thuận trong vòng chưa đầy một tuần vì muốn thoát khỏi vụ án càng sớm càng tốt. Luật sư Boris cho rằng hoàng tử Andrew thay đổi quyết định sau khi chịu một loạt tổn thất pháp lý bao gồm cả việc tòa bác đơn đình chỉ vụ án của ông. Một tuần trước khi vụ án được đưa ra xét xử, Andrew đồng ý dàn xếp vụ kiện thông qua loạt cuộc họp với luật sư hai bên. Từ phía mình, chúng tôi nói rằng phải có một số tiền đền bù đáng kể và phải có một tuyên bố có thể chấp nhận được từ Hoàng tử Andrew. Đó thực sự là hai trở ngại ban đầu và chúng đã được giải quyết trong vòng vài giờ với nhau, luật sư Bois nói. Bois cho biết Hoàng tử Andrew cảm thấy khó chịu khi phải trả số tiền lớn để giả xếp hủy phụ kiện. Ông ấy chỉ muốn trả một số tiền không lớn và không muốn thừa nhận hành vi đã thực hiện với Virginia. Hoặc ông ấy chỉ muốn Virginia nói mình đã bịa ra tất cả và không thực sự là nạn nhân. Ông ấy tuyên bố rằng không biết gì về việc môi giới tình dục của Jeffrey Epstein và không có gì phải xin lỗi, Buiz nói. Buiz nói rằng ông nhận ra sự thay đổi về quan điểm của Andrew khi hoàng tử mời đến cố vấn có kinh nghiệm ở Mỹ là Andrew Breiter, người lúc đó làm việc cho Lovely and Single, công ty luật nổi tiếng chuyên giải quyết bê bối của các ngôi sao Hollywood. Reckland ít miễn cưỡng và thực tế hơn, tôi không thể ngờ lại có sự thay đổi đáng kể trong thời gian ngắn như vậy, Bois nói. Tôi cảm giác như Andrew có lẽ có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tôi nghĩ vụ gian xếp khiến ông ấy cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng khó chịu vì phải thừa nhận một số hành vi và trả một số tiền, Bois nói thêm. Những chia sẻ của luật sư Bois được đưa ra trong bối cảnh có nguồn tin cho biết Hoàng tử Andrew nói rằng lẽ ra ông nên chống lại những cáo buộc của Virginia để cứu vãn danh tiếng. Theo hồ sơ vụ án, Virginia cáo buộc Andrew tấn công tình dục cô ba lần ở nhà tú bà Gislein Maxwell tại London, biệt thự của tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein ở New York và còn trên hòn đảo riêng của Epstein ở Mỹ khi cô mới 17 tuổi. Khi vụ việc được dàn xếp vào tháng 2 năm 2022, Andrew đưa ra một tuyên bố chung với Virginia rằng không bao giờ có ý định nói xấu Virginia và chấp nhận rằng cô đã phải chịu đựng hai nỗi đau là nạn nhân bị lạm dụng và hậu quả của các cuộc tấn công không công bằng. Truyền thông Anh cho biết Hoàng tử Andrew đã phải trả số tiền lên đến 12 triệu bảng, khoảng 16 triệu đô để ra xếp thỏa thuận hủy vụ án. Luật sư Bowie cho rằng Hoàng tử Andrew có thể cứu vãn danh tiếng chỉ bằng cách duy nhất là thừa nhận hành vi sai trái để được công chúng tha thứ. Tuy nhiên, khi đạt được thỏa thuận, hoàng tử Andrew không thừa nhận hành vi sai trái, không xin lỗi nạn nhân. Luật sư Boyce nói rằng một cuộc phỏng vấn trên truyền hình sẽ không giúp ích gì cho trường hợp của Andrew, đặc biệt là sau cuộc phỏng vấn phản tác dụng trên BBC của Hoàng tử vào năm 2019. Tuy nhiên, luật sư tin rằng một cuốn hồi ký có thể giúp ích cho danh tiếng của ông ấy tùy thuộc vào những gì nó được kể. Vụ án của Virginia khiến công chúng chú ý đến tình bản của hoàng tử Andrew với tỷ phú ấu xâm Epstein, người đã tử tử trong tù khi đang bị giam giữ với cáo buộc làm dùng tình dục hàng chục trẻ vị thành niên. Mối quan hệ của Andrew với Epstein gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng hoàng tử, khiến ông phải rút khỏi các nhiệm vụ hoàng gia vào năm 2019.